Lô, xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mùa đông thì đã đến rồi. Và như thường lệ thì mình sẽ gợi ý cho các bạn 5 chai nước hoa sử dụng tốt vào mùa đông năm 2021. Và quan trọng rằng là nó có một cái giá khoảng tầm dưới 3 triệu đồng. Và trước khi vào video thì mình rất cảm ơn anh Nhân Huỳnh đã có tài trợ cho mình ít nhiều những cái tên ở đây để có thể làm video review cho các bạn. Và nếu như bạn nào quan tâm thì có thể inbox, tại vì những chai nước hoa mình sắp giới thiệu đây đều là những cái tên khá là lạ và không dễ dàng order được ở Việt Nam. Vì thế thì chúng ta hãy ngồi yên và xem đó là những tên nào nhá. Bắt đầu thôi. Chai nước hoa đầu tiên là mình muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là Guerlain Home Edition phiên bản Extreme. Vâng, có lẽ rằng là các bạn đã xem rất nhiều những cái video review về những cái phiên bản flanker khác nhau, là từ bản gốc EDT cho đến EDP rồi Intent hay là Clone. Thì với mình là tất cả những cái phiên bản trong cái line Eden này thì nó đều rất đáng mua. Nếu như khuyên các bạn mua một cái bộ sưu tập của một cái thương hiệu nước hoa nào mà đáng mua hết tất cả các chai thì mình phải nói rằng là Guerlain. Đây là một cái line rất đáng mua, rất đáng tiền nếu như các bạn có điều kiện tài chính. Còn chúng ta quay trở lại với cái phiên bản Extreme này, thì khi các bạn xịt cái mùi hương này ra, các bạn nhận thấy một cái mùi fruity rất là mọng nước. Fruity ở đây thì nó có cái xu hướng hơi kiểu lên men. Cái fruity ấy cũng không phải là những cái loại quả mà nó có cái xu hướng làm sáng, mà fruity ở phiên bản Extreme này nó có cái xu hướng dày đậm và nó có cảm giác hơi kiểu dính một tí, đúng cái kiểu hoa quả lên men ấy. Mới đầu thì mình ngửi, mình đoán là mùi của cherry, tại vì những cái phiên bản trước thì đã có những cái phiên bản có cherry ngửi rất là rõ, nhưng mà ở đây thì khi mình ngửi lần thứ hai thì mình khẳng định là không phải là cherry mà là đến từ mùi của mận. Mùi của mận rất đặc biệt, mùi hương bám ở trên da càng lâu thì cái mùi ngọt của mận nó càng xuất hiện rất là rõ. Và nếu như các bạn tinh mũi, các bạn sẽ ngửi thấy thêm một cái cảm giác hơi kiểu spicy và cái kiểu gia vị, và nó làm cho cái mùi hương này xác định rõ cái thời điểm sử dụng, đó là vào mùa đông. Và ở cái khoảng giữa thì các bạn sẽ nhận thấy một cái nét hơi kiểu bùi đến từ hạnh nhân, đúng cái vai của cái line Eden này. Nhưng mà cái mùi hạnh nhân ở đây thì nó không quá là rõ rệt, nó chỉ kiểu làm bổ trợ, làm nền thôi cho cái mùi của quả mận. Nên là nếu như bạn nào mà ngóng chờ đây là một cái mùi hạnh nhân rõ ràng thì không phải nhá, đây là một cái mùi mận. Và khi mà dry down trên da thì các bạn sẽ thấy cái nét thuốc lá xuất hiện. Thuốc lá ở đây nó cũng không phải là cái loại thuốc lá quá là hăng, quá là khô, mà thuốc lá ở đây kết hợp cùng với mận. Và mình có một cái xu hướng là khi mà dry down tầm 4 tiếng ở trên da ấy, thì cái mùi mận ở đây mình ngửi có cảm giác như kiểu sô-cô-la, như kiểu vani đi với thuốc lá vậy. Nó có một cái cảm giác hơi khói và kiểu cảm giác hơi bụi ấy, nó ám trên cái mùi hương ngọt này. Thì phải nói là đây là một cái mùi hương rất là ngọt ngào, rất là nịnh mũi. Và có một cái điều nữa mình cực thích ở phiên bản Extreme này, đó là mặc dù nó vẫn mang cái vai, cái DNA kiểu classic của cái dòng Eden này, nhưng mà ở phiên bản này mình có cảm giác là nó có phần náo nhiệt hơn, nó có phần trẻ trung hơn. Và nếu như mà để mình nghĩ tới một cái ca sĩ trong thời gian gần đây mình nghe thì đó là ca sĩ Lân Nhã. Nếu như bạn nào mà nghe cái bài Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh của ca sĩ Lân Nhã hát riêng ấy, chứ không phải hát chung với lại Eric à. Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái giọng của ca sĩ Lân Nhã rất là trầm, rất là nam tính. Nếu như các bạn chỉ nghe mỗi giọng không thôi thì các bạn sẽ đoán là đây là một người đàn ông cực kỳ từng trải, tà dặn và có gì đó rất là kiểu phong trần. Nhưng mà khi mà nhìn với cái khuôn mặt của Lân Nhã mặc cùng với những cái bộ âu phục, những cái bộ âu phục kiểu quần âu sơ mi khoác một chiếc áo kiểu blazer hay là một chiếc áo vest mà không phải là đi với thắt nơ, thì các bạn thấy là độ trẻ trung của ca sĩ Lân Nhã. Thì cái mùi hương này nó đúng như vậy luôn, nó vẫn mang cái ba cái DNA kiểu sang trọng, kiểu cổ điển, nhưng mà nó toát lên được là đây là một người đàn ông hiện đại. Và về cái độ bám tỏa của cái mùi hương này thì ở trên da mình Extreme nó bán rất tốt, khoảng tầm 8 đến 10 tiếng, nhưng mà cái độ tỏa hương thì nó tỏa tầm 2 đến 3 đến đầu, và sau nó chỉ còn khoảng tầm nửa cánh tay. Nó không phải là mùi skin scent hẳn mà nó tầm nửa cánh tay, rất là nhẹ nhàng. Là nếu như bạn nào thích một cái mùi hương mùa đông ngọt ngào mềm mại, nó vẫn toát lên một cái nét cổ điển nhưng mà nó không bị quá là già dặn, thì đây là chai nước hoa mình khuyến khích các bạn nên mua. Cái tên tiếp theo mà mình muốn giới thiệu các bạn đó chính là một sản phẩm của nhà Jon Vavatos, đó chính là XX. Giải thích cái tên X này thì nó là cái phiên bản ra mắt kỷ niệm 20 năm thành lập của Jon Vavatos. Và thực sự thì về cái phần ngoại hình này mình cảm thấy là nó hơi lích kích một tí,
với cái vân chương khá là to nhưng mà được làm khá là chắc chắn. Ở đây có một cái lớp đệm cao su để tránh đập vào, nhưng mình nghĩ là kiểu mỗi lần cầm này nó trông nó lích thích vẽ trường, còn nếu mà bỏ ra thì nó lại quá là đơn giản đấy. Là với cái thiết kế này thì mình không thích cho lắm, nhưng mà với mình thì đây là một cái mùi hương có lẽ là số đông những bạn xem kênh của mình sẽ khó mà có thể chấp nhận được em nó. Thì tí nữa ở phần dry down mình sẽ nói về lý do vì sao mình lại bảo là như vậy. Các bạn có thể thấy rằng là những cái sản phẩm của nhà Zoom Vapotot này ở Việt Nam không quá là nhiều, và mình cũng chỉ mới thử qua, đây là chai thứ 3. Trước đây mình đã cũng review hai mùi, đó là cái phiên bản trắng và phiên bản đen, cái phần kiểu đan đan ấy, thì các bạn có thể xem cái link đâu đó ở phần trên này. Với cái phiên bản này thì khi các bạn xịt ra, các bạn nhận thấy cái mùi của táo đỏ rất là rõ, cái nét tươi này, cái nét giòn này và cái vị ngọt của táo cực kỳ rõ. Đấy là ba cái hiệu ứng của cái mùi táo khi mà mình xịt được ở trong chai nước hoa này. Ngoài ra thì các bạn sẽ nhận, nếu như các bạn nhạy mũi, các bạn nhận thấy là nó có thêm cái mùi ngọt của nho nữa, nhưng mà tất cả ở đây nó mang đến một cái mùi rất là ngọt ngào, kiểu fruity ngọt ngào ấy. Và có một thêm một cái điều nữa mình muốn chia sẻ, đó là cái fruity ở đây nó được làm kiểu theo mix thêm cái kiểu cay ấm đến từ quế. Và mùi hương này có lẽ rằng là nó sẽ không giống như với những cái chai như kiểu Dior Sauvage, Blue de Chanel hay là Jean Club cả. Mà với cái top note này, mình sẽ giải thích là tại sao mà nhiều người không thích cái top note này. Tại vì ở đây nó có một cái vai cực kỳ rõ, đó là cái vai hơi kiểu cay này và đắng đến từ bạch đậu khấu. Thường thì các bạn sẽ thích một cái vai mở đầu nó rất là ngọt ngào, nó mạnh mẽ. Nhưng mà ở đây vì có bạch đậu khấu nên là nó có cái vai đắng, nên là mình nghĩ rằng số đông sẽ không thích. Để mà có dễ liên hệ thì nếu như bạn nào là fan của Narciso Blanc Noir, những cái phiên bản For Him này, các bạn thích cái phiên bản này thì khi mà sang mùi này, sang cái phiên bản Flanker kỷ niệm 20 năm của Zone Vapotot, thì mình nghĩ rằng các bạn cũng sẽ thích cái mùi hương này thôi. Chỉ là ở đây nó có phần ngọt hơn thôi. Và một cái nét nữa, khi mà cái mùi hương này nó lưu ở trên da mình khoảng tầm 1 tiếng thì các bạn sẽ nhận thấy thêm một cái nét hơi kiểu cao su. Mình nghĩ là sẽ có hai luồng ý kiến, một là thích hẳn và một bên là không thích. Và mình nghĩ là bên không thích sẽ nhiều hơn. Và nếu như ở cái chai nước hoa đầu tiên mình nói rằng là cái mùi hương của Gác Lăng ấy nó sẽ làm bạn liên tưởng đến ca sĩ Lân Nhã, thì đây nó làm mình liên tưởng tới một cái dòng nhạc cũng như là một cái ca sĩ hoàn toàn khác, đó là nhạc rap. Và ca sĩ mà mình nghĩ tới đó chính là Karik. Một cái ngoại hình rất là đẹp trai, nhìn thôi mình nghĩ là chả cần hát các chị em đã rất là thích rồi. Nhưng mà nhìn cái phong cách cũng như là một cái lối đi nhạc hoàn toàn riêng thì nó lại rất là phù hợp với cái top note của chai nước hoa này. Nếu như bạn nào mà thích cái kiểu nhạc kiểu rock, kiểu rap, nó có xu hướng kiểu underground ấy, mà các bạn vẫn thích là nó có một sự quyến rũ, thì mình nghĩ là đây là mùi hương các bạn nên thử. Mùi hương này mình khuyến khích các bạn nên thử trước khi mua nhé, tránh việc là các bạn mua cả chai về rồi và các bạn không hài lòng. Ok, và bây giờ chúng ta cùng nhau quay lại một chai nước hoa mà mình đã rất thích. Và nếu như bạn nào đã để ý thì nó đã xuất hiện ở trong một cái video, đó chính là Pumor của nhà Thierry Mugler. Đây là Lion Amen nha. Chai nước hoa này thì đã xuất hiện ở trong video mình mời khách mời, đó là bạn Jolin, trong top những chai nước hoa, 5 chai nước hoa đi first date để mời cảm nhận của bạn nữ. Thì đây là một chai nước hoa mình mạn phép cho riêng vào để muốn xem là cảm nhận các bạn nữ về mùi hương này như thế nào. Thì video đó, chai này được chê một cách rất là thậm tệ, thậm chí là điểm nó còn thấp nhất luôn. Mình nghĩ rằng là mình sẽ giải thích cái lý do vì sao mà các bạn nữ sẽ không thích, nhưng mà những người đàn ông rất thích cái mùi hương này. Thierry Mugler Pumor là một trong những cái mùi hương rượu whisky được giới nước hoa khen rất là nhiều. Thì khi các bạn xịt cái mùi hương này ra, các bạn nhận thấy một cái tông mùi rất là nồng nàn, rất là mạnh mẽ, và cái vị ngọt đến từ trái cây lên men. Có thể là nó sẽ giống với Gác Lăng Eden, top note nó chỉ nhẹ được khoảng tầm 1 đến 2 phút đầu thôi, và ngay sau đó thì mùi hương của rượu whisky nó sẽ bùng nở, nó sẽ kiểu cháy rực lên, nó rất là đượm đà. Nó cái cảm giác mà khi các bạn mới xịt trên nước hoa này ra ấy, các bạn sẽ thấy rằng là nó giống như kiểu các bạn uống những cái ly rượu Tây mà không đá vậy, kiểu vừa mới nhập tiệm các bạn uống một phát hết nửa ly luôn, thì các bạn nhận thấy là cảm giác kiểu cháy hết ở cái họng đúng không. Thì ở đây mùi hương này khi các bạn mới xịt ra, các bạn đưa lên ngửi thì các bạn thấy là cái khoang mũi của bạn cảm giác như kiểu nổ tung ra vậy. Rồi dần dần các bạn sẽ nhận thấy cái mùi đặc trưng từ lúa mạch. Mình nghĩ là cái mùi này thì không cần miêu tả, các bạn cứ ngửi trong chai hoa này các bạn sẽ nhận thấy. Và ở đây nó vẫn mang cái DNA đặc trưng của cái line Amen này, đó chính là
cái mùi caramel kiểu cháy ngọt, cái kiểu đường cháy ấy, thì ở trong chai nước hoa này cùng với một chút hoắc hương nữa thì trong này nó vẫn giữ vậy, nhưng mà cái mùi của whisky nó được đẩy lên rất là rõ và nó đúng với cái tên chai nước hoa này, đó chính là Fumor. Nên là mình nghĩ là nếu như bạn nào mà xịt em này ấy, mà các bạn đưa lên hít liên tục trong cái khoảng thời gian đầu, mình nghĩ là các bạn sẽ phê đấy, hơi tê tê mũi đấy, đảm bảo luôn. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với cái câu chuyện đó là tại sao mà bạn Jolin bạn ấy không thích cái mùi hương này. Thì mình xịt cái mùi hương này, mình hỏi 10 người thì đến 7 người không thích. Mình nghĩ là khi mình xịt nước hoa thì những người nào không thích thì mình cũng kệ, mình cũng chả hỏi vì sao. Tại vì mình, nếu như mình đi quay thì mình hỏi là tại sao bạn không thích cái mùi hương này, còn nếu như mà mình xịt để riêng cá nhân mình thích thôi, để hỏi mọi người xem là mọi người có thích không, hay là mọi người kiểu tự ý, các bạn người ta tự động ra người ta góp ý kiến ấy, thì những bạn nào mà góp cái kiểu mà mình thấy mùi này kinh lắm thế nọ kia thì mình sẽ không quan tâm. Nhưng mà mình sẽ quan tâm đến 3 người còn lại, 3 người thích cái mùi hương này. Thì mình nhận thấy ra là 3 người đấy đều là những cái người trưởng thành, họ có một cái sự từng trải, họ có một cái độ chững, một cái độ điềm tĩnh nhất định. Và khi mà họ đưa ra cái nhận xét rằng là họ thích cái mùi hương này thì mình có hỏi, mà họ bảo là anh thứ hai, anh đã ngửi đến mùi hương này của em mấy lần rồi và anh muốn kiểu ngửi kỹ hơn là sao cái mùi này nó quen thuộc thế và tại sao nó lại hấp dẫn đối với anh thế. Thì mình nghĩ là những cái độ người mà thích cái mùi hương này thì đều không phải là những bạn trẻ, các bạn sẽ không phải là những cái người kiểu náo nhiệt, kiểu thích cái sự sôi động. Và cái mùi hương của Fumor này nó sẽ dành cho những cái bạn nam nào nó có sự từng trải, nó thích cái kiểu của nó có một cái điểm rơi nhất định để có thể chậm lại, nhìn lại và có thể suy xét được mọi thứ nó rõ ràng hơn. Thì đây là mùi hương mà mình nghĩ là đây là mùi hương của đàn ông, ai rồi cũng sẽ thích Fumor thôi. Nếu như chưa thích thì bạn vẫn chưa già đâu, nên là cứ yên tâm chơi đi, còn sớm muộn thì cũng sẽ thích mùi hương này, giống như kiểu Uncle Noah của nhà Lalit vậy, sớm muộn rồi cũng sẽ thích thôi. Về cái độ bán tỏa của em nó thì nhiều bạn nói là những cái phiên bản mà ra mắt gần đây hơn các bạn mua được thì nó không còn lưu tốt nữa, nhưng mà trên da mình đây là phiên bản năm 2017 thì nó lưu rất tốt ở trên da mình tầm 8 đến 9 tiếng và độ tỏa hương thì đúng không ạ, tầm một cánh tay. Mình kiểu xịt một phát thôi, mình xịt thẩm thôi, từ sáng đến trưa người yêu mình vẫn thấy mùi đấy và ui mùi này kiểu nồng thế. Thì đấy, đấy là cái nét rất là đặc trưng của rượu. Cái tiếp theo mà mình muốn giới thiệu các bạn đến từ một cái thương hiệu xe hơi, đó chính là Mercedes-Benz Liberfum. Trước đây thì mình đã review chai nước hoa Mercedes-Benz Cologne, một chai nước hoa dài mùa hè rất là ngon mà giá lại còn cực kỳ rẻ nữa. Thì cái đường link sắp sửa hiện ở trên này các bạn có thể xem qua. Còn với Liberfum này thì đây phải nói là một cái mùi hương dành cho những bạn nào kiểu đang tìm cho mình những cái mùi hương để đi làm này, nhưng mà làm ở những cái chức vụ kiểu cao, hay là các bạn thường xuyên phải tiếp những cái vị khách kiểu nó sang trọng, hay là kiểu các sếp ấy, thì đây là mùi hương như vậy. Thì khi các bạn xịt cái mùi hương này ra ấy, chả cần xịt, các bạn ngửi ở đầu vòi thôi, các bạn nhận thấy là đây là một cái mùi hương nó đúng mang cái nét Trung Đông, nó kiểu gỗ út trầm chứ các thứ loanh quanh đấy. Xong rồi các bạn sẽ thấy là mùi hương nó cực kỳ sang và tinh tế. Cụ thể của Liberfum ấy thì khi xịt ra ấy, các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi chua này, nó có phần ẩm ướt đến từ trầm. Xong rồi một cái nét hơi kiểu xanh từ lá violet, và đặc biệt là cái khoảng tầm 10 phút sau khi xịt ấy, thì cái nét xanh của lá violet này nó cực kỳ rõ. Các bạn kiểu mình nghĩ là cái nét xanh của những cái lá cây thì các bạn chỉ cần ngửi qua thôi là các bạn sẽ nhận thấy. Ở đây thì cái đốt nó cực kỳ rõ và nó làm cho cái mùi hương nó cảm giác là nó mềm mại hơn, và nó có cái cảm giác kiểu nó, nếu mà ngửi đốt thì các bạn thấy là nó khá là dễ chịu và có xu hướng kiểu mát mẻ. Khi mà dry down xuống ấy, cái nét xanh mát của cái lá violet nó sẽ dịu xuống và các bạn sẽ thấy là một cái mùi da nó xuất hiện. Tí nữa mình sẽ nói về cái da ở đây nhá. Cái mùi da ở đây nó rất là mượt mà, nó ngửi nó kiểu nó sang một cách kinh khủng ấy, nó giống như cái mùi mà những trên bạn ngửi ở trên những chiếc xe ô tô dòng Mercedes, nhưng mà dòng những cái kiểu Maybach hay là những cái dòng S ấy, những cái dòng kiểu cao cấp, những cái dòng kiểu thương gia ấy, nó giống một cách kinh khủng. Các bạn cứ vào showroom, các bạn ngồi lên những cái xe mới, ngồi lên xe mới nhá, chứ mình không nói xe cũ, ngồi lên xe mới với nội thất da thì bạn nhận thấy là mùi nó cực kỳ giống luôn. Nó sang, nó kiểu đúng kiểu một cái vai kiểu giàu có ấy. Nhưng mà đến cái khoản này ấy, khi mà mình ngửi Liberfum ấy, nó lại không bị cái kiểu là mùi nó bị thô ráp, mùi nó bị kiểu vấp, kiểu nó gập ghềnh,
Mà ở đây nó rất là, ngoài cái nét rất là mượt mà ra, nó có, vẫn có một cái độ trẻ trung. Nó không phải là khi mà các bạn ngửi đến, các bạn sẽ nghĩ đến những cái ông già kiểu tóc hơi bắt đầu bạc bạc rồi. Nhưng mà ở đây thì những cái ông anh ấy, mình gọi chắc là những tầm ông anh tầm 35 đến 40 đến 40 ăn mặc rất là lịch sự, rất là trẻ, rất là lịch sự nhưng mà vẫn có một độ trẻ trung. Và ngồi trên những cái, trong ngồi kiểu ký kết hợp đồng hay là những cái kiểu sắc tăng mà sắc hưng ấy, đấy, cái vai đúng kiểu như đấy mà xịt cái mùi này thì uầy hợp luôn, ngồi mẹt nữa thì đỉnh luôn. Lúc ấy các bạn có nhớ rằng là mình nói là chai nước hoa này có nốt ra cuộc nó rất là hay không? Đó là ở trên Fragrantica cũng như là những cái trang họ công bố về cái nguyên liệu ở chai nước hoa này thì họ không hề có nốt da đấy. Mà ở đây thì ngoài violet na này thì họ còn có nhuệ tây, còn có những cái nốt trầm, nhưng mà không hiểu sao mà họ làm ra và mình ngửi ra cái nốt da, cái nốt da này nó rất là quen thuộc. Mà mình có thể gợi ý các bạn đó chính là chai Tom Ford Tuscan Leather, nhưng mà nó bỏ cái nốt kiểu fruity để từ dâu rừng đi, và nó chỉ là đơn thuần là một cái mùi da và nó có nét hơi kiểu xanh, nó kéo lại cái độ trẻ trung. Về độ bám tỏa của em nó thì em nó cũng chỉ lưu ở trên da mình đến 8 đến 9 tiếng thôi, và độ tỏa hương thì tầm hơn nửa cánh tay đến tầm một cánh tay quay đầu. Và cái phong cách sử dụng em này thì mình nghĩ là như anh chàng đi mẹt ấy, những cái mùi hương mà nó tạo ra cảm giác sang trọng như thế thì cũng cần những cái người đàn ông, mình nghĩ là phải tầm từ 28 cho đến 30 đổ ra xịt mới hợp. Còn nếu như bạn trẻ mà các bạn vẫn tiểu tìm một cái mùi để cho mình già dặn hơn thì đây cũng không phải là mùi dành cho các bạn. Tại vì các bạn mặc lên mà các bạn kiểu nó không có một cái gu cũng như là một cái thần thái nó phù hợp với cái mùi hương này, các bạn xịt nó như một trò cười luôn. Thực sự đấy, nếu anh em nào mà kiểu cần một cái mùi hương để đi tiếp đối tác hay là đi làm việc ở công ty và nó phù hợp với cái vị trí, với cái chức mà các bạn đang đảm nhận thì đây, đây là mùi như vậy. Các bạn cần ngồi mẹt này, xong rồi các bạn đi ký hợp đồng mà các bạn xịt mùi hương này, người ta ngửi một phát thôi là người ta biết kiểu mày là sếp, còn đằng kia là nhân viên. Đấy, đi qua 4 mùi rồi và bây giờ chúng ta đến một cái mùi cuối cùng sử dụng ở mùa đông. Rồi chúng ta có rất là nhiều những cái anh chàng, những cái ca sĩ, những cái người thành đạt rồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn một cái mùi hương mà ngửi rất đáng yêu, và mình nghĩ là đây là những cái mặt sau của những cái người đàn ông thành đạt, là hình ảnh những người đàn ông kiểu thuộc gia đình. Đó là Chocolaton Jean de Paul. Đây là mùi hương mà mình nghĩ rằng là các bạn kiểu đi hẹn hò, các bạn đi kiểu picnic hay đi cắm trại ở vào những ngày trời mùa đông nhưng mà nó kiểu đẹp trời chẳng hạn nhá, hay là các bạn kiểu ngồi một buổi sáng cuối tuần ở nhà, các bạn chill, các bạn ngồi uống cà phê trời kiểu mưa thì xịt em này rất đỉnh. Vậy thì mùi nó như nào? Muốn ngửi mùi của Jean de Paul như nào, các bạn cần đi vào CGV hay là các bạn đi vào rạp chiếu phim quốc gia, và ở đó thì đi gần gần đến cái quầy mà bỏng ngô ấy, thì đây, mùi này giống hệt mùi kiểu bặm thăng bơ, kiểu một chút kết hợp cùng cái vị ngọt hơi kiểu sữa đấy. Mùi của CGV như nào, đi ở tầng 5 của Vincom 3 triệu đi và bước vào cái các bạn ngửi thế luôn, thì đây cái mùi này giống hệt như vậy. Các bạn xịt ra thì các bạn sẽ thấy mùi kiểu caramel, kiểu hơi cháy cháy, kiểu hơi sữa sữa cháy cháy, và nó có một cái độ kiểu bông, một cái độ xốp ở trong này. Còn khi dry down thì cái nét kiểu cái nét cháy để nó kéo lại, nó hãm lại cái vị ngọt ấy, nó sẽ biến mất, và mùi hương này nó khá là ngọt, cũng như là về cái độ bám tỏa của nó thì cực kỳ là khủng khiếp. Chocolaton Jean de Paul này lưu ở trên da mình tầm 12 tiếng trở ra, và lúc nào cũng kiểu tỏa, khiến mình kiểu ngửi thấy liên tục, và nó không phải là một cái luồng kiểu đi nhiên thẳng lên mũi nhảy, mà nó cả một cái cụm nó dày, nó dốc lên nhảy, mà mình kiểu quay trái quay phải mình đều ngửi thấy. Thì đấy là một cái điều lưu ý về em này. Nếu như các bạn xịt thì mình nghĩ là kể cả mùa đông tầm 20 độ như thời điểm hiện tại thì các bạn cũng chỉ nên đóng tầm 2 shot thôi, còn tầm dưới 15 độ thì anh em có thể đóng 3 shot, 4 shot để đi ra đường. Thì đây là một cái mùi rất là gần gũi, rất là gọi là dễ liên tưởng, cũng như là khiến mình nghĩ là các bạn nữ cũng sẽ rất là thích. Thêm một điều nữa về em này, đó là em này thì đã không còn sản xuất nữa rồi, và cái việc mua thì nó hơi khó một xíu. Mà nếu như bạn đang thích một cái mùi hương như vậy để các bạn xịt cho những cái ngày các bạn đi chill, các bạn đi xem phim hay là các bạn đi cắm trại, thì đây là một cái mùi mà mình rất khuyến khích các bạn. Và vừa rồi thì mình đã đi comment cho các bạn 5 mùi hương ở cái phân khúc dưới 3 triệu đồng để các bạn có thể thử vào mùa đông. Rất nhiều màu sắc, cũng là rất nhiều những cái phong cách khác nhau. Không biết là các bạn nào đã sử dụng qua những chai nước hoa này chưa, hay là mùa đông này các bạn sử dụng gì, thì các bạn hãy
comment cho mình ở bên dưới để mình và mọi người cùng biết. Và biết đâu thì chúng ta lại thấy chai nước hoa nào được nhiều người dùng thì mình sẽ làm một cái video review cái mùi hương đó cho các bạn. Và nếu thấy video này hay thì đừng quên việc like, share cũng như là ấn nút chuông theo dõi để có thể nhận được những cái video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.